Ngồi nào hoàng thiên Chúa đầu đến.
Chúa Giêsu
sáng. Chúa Giêsu an ủi những người phụ nữ Jerusalem. Trích Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói: Hỡi con gái Jerusalem, đừng khóc thương ta, nhưng hãy khóc thương mình và con cháu mình. Tiến trình hiệp hành phải được thực hiện trong bầu khí gặp gỡ và lắng nghe, để cảm thông, nâng đỡ, an ủi lẫn nhau, để cùng nhau tìm ý Chúa trong những hoàn cảnh cụ thể. Trong đời sống giáo hội, đã bao nhiêu lần chúng ta chỉ loay hoay với những khó khăn của mình mà quên mất những người đang cần chúng ta vỗ về an ủi. Lạy Chúa, xin cho các thành viên trong giáo hội luôn biết sống vì tha, trở nên những trợ lực cho nhau, ngay cả khi chúng con đang gặp những bế tắc trong các vấn đề của chính mình. Xin cho chúng con biết an ủi nhau như Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường xương thế, trong lúc đầy nước mắt này. Lời thứ ta. Đức Chúa Giêsu đứng tại yên núi con thành Jerusalem. Này ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng hề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng tại yên núi con thành Jerusalem. Như cha yên núi con trong cơn khóc lóc, xin Đức Chúa Giêsu yên núi linh hồn con, cùng các con trên nước này như yên núi con thành Jerusalem vậy. Chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi. Lạy Chúa, Lạy Chúa, sau lần ngã thứ ba,
Chúa đã dùng sức tàn của mình để vật dậy và bước đi trong tình yêu. Xin cho các thành viên trong giáo hội khi đang đứng bên bờ vực thẳm của những chia rẽ và ly giáo, biết vững lòng trong cậy, ra sức hàn gắn những đổ vỡ và chữa lành những thương tổn trong tin yêu phó thác, để giáo hội thực sự là giáo hội của Đức Kitô, một giáo hội hiệp hành, cùng nhau bước đi trong tình hiệp thông và đồng hành với nhau trong đức ái. Lạy Thứ Chín, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu đã lần đến núi Ta Ba Rio chẳng còn ai nhìn. Máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Con cháu A Song, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mòn yếu đuối dại dột làm chi. Áo ra để cho xấu hổ cùng đau đớn
Thank you.
mọi sự đã hoàn tất. Lời người gục đầu xuống chút hơi thở. Tiến trình nhập hành không chỉ là công trình của giáo hội lữ hành, mà còn là mầu nhiệm thông công với giáo hội tài hoàn và giáo hội thanh liệt. Mầu nhiệm các thánh thông công là công trình của Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa của kẻ sống và kẻ chết. Trong đời sống giáo hội, đã bao nhiêu lần chúng ta nhớ làm một việc hy sinh ngã mình để cầu nguyện cho những người đã ra đi trước chúng ta. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, con một Chúa đã phát lòng chỉ trích vì chúng con. Xin cho anh chị em chúng con đã qua đời mau sống được hưởng tôn nhan Chúa, và giúp cho chúng con biết mau nắm được khi sứ mạng loan truyền Chúa chỉ trích và tuyên xưng Chúa sống lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tấm vải khăn sạch màn, có ngôi mộ mới đã được sẵn trong núi đá dành cho ông. Trong tiến trình nghiệp hành, Satan sẽ luôn tìm cách lật tẩy, vạch trần, tố cáo, bởi nó là kẻ ngày đêm tố cáo chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không che giấu tội lỗi của ta, và chính người đã gánh lấy hết tội lỗi của chúng ta trong đời sống giáo hội đã bao nhiêu lần chúng ta đã làm sao lớn chính về những hiểu lầm còn con bởi mắc những phức phàm nhỏ nhặt mà chúng ta đã vô tình hay cố ý gây ra cho nhau. Lạy Chúa, trong tiến trình việc hành, xin cho các thành viên trong giáo hội biết chuyên sâu những hiểu lầm, nghi kỵ, thành kiến, thương tổn và khuyết điểm của nhau, để tất cả chúng con đều được cùng chết với Chúa và sống lại với Chúa. Nơi thứ 14, cho bằng khi tán sát đồ, xin ban cảm mến cho